ngươi đã quay trở lại với Tamao TV. Hôm nay anh em mình có một món cực kỳ đặc biệt nhé mọi người nhé. Đố mọi người biết đây là cái gì? Chắc hẳn trong hôm nay có một món trong truyền thuyết đấy. 10 người thì 9,5 người không biết con này là con gì. Đây này, đây nhá, cho anh em xem kỹ nhá. Giống nàng tiên cá không? Giống như kiểu tiên nữ ở trong truyện cổ tích ấy. Có cánh, đấy. Có cánh, có tay, có chân. Đấy, có cánh, có tay, có chân nhá. Có đuôi, đuôi dài à? Đấy, đuôi dài chưa này. Nhiều người lại nghĩ con giống con bọ cạp. Bọ cạp nước ấy. Đấy, nhìn giống mặt tiên nữ không? Mặt người tiên nữ. Đấy. Thấy chưa? Đấy, đây là hôm nay anh em mình sẽ có một món đó là chuồn chuồn át chả. Đây là con chuồn chuồn nhé mọi người nhé. Đây là con chuồn chuồn con. Nó gọi là con vơ vơ. Đấy. Hay ở sông ấy, người ta hay kiểu cứ đến mùa, có những mùa nó chui từ lòng đất lên hay là cát lên ấy, xong rồi nó ra sông. Không, nó cứ nổi ở sông ấy, như kiểu con gì nhỉ, ở Hải Dương ấy nhỉ? Con rươi ở Hải Dương ấy. Thế là người ta sẽ đi xuồng ra và vớt về. Đấy. Mình vừa được một anh ở bên Đông Anh cho khá là nhiều ấu trùng chuồn chuồn nhá. Người ta gọi là con vơ vơ. Đấy, hôm nay anh em mình sẽ làm món vơ vơ chuồn chuồn át chả, hay còn gọi là chuồn chuồn át chả. Để làm được món này ngon ấy thì nói chung là mình chưa biết đến cái món này bao giờ cả, mà chưa làm bao giờ cả. Đây chỉ gọi là nghe anh ở dưới đấy anh bảo là làm bày cách để làm để ăn thôi. Muốn ngon nhất thì phải lấy mỡ lợn nhá. Nào mau đi kia đi. Mỡ lửa. Nào, nhóm lửa đi. Mỡ lửa đâu anh? Bên kia. Đấy, ngon nhất thì phải lấy mỡ lợn để chiên nó nhá. Để xào nó. Đấy, bây giờ mình sẽ chiên cái mỡ lên để lấy mỡ. Đấy, và cái thứ hai nữa đó là nghệ nhá mọi người nhá. Nghệ này sẽ giã ra, lấy nước nghệ này. Hòa với mẻ này, đây là bát mẻ nhá. Hòa với mẻ. Sau đó thì sẽ chiên tỏi với lại hành lên. Sau rồi nấu. Nước chiên con này xong đổ nước vào. Đấy. Om om. Đó, bây giờ mình sẽ cho vào để chiên cái này đó. Chắc là một cục mỡ này đủ rồi đấy. Hai cục này để lại đã. Đây, mau để chiên mỡ đi này. Đấy. Chiên mỡ thì mình sẽ giã nghệ nhá. Giã nghệ. Thật ra là mình chưa biết đến cái món này bao giờ, mình chắc là mình cũng không dám thử đâu. Tại vì mình bị dị ứng. Mao đệ thì nó đớp hết. Mình bị dị ứng cho nên là không ăn chơi. Ăn nhiều là này. Hết vị mà. Cảm giác nó ăn vị dị ứng nhiều xong nó tạo ra kháng thể. Chống lại chả có cái kháng thể nào là kháng thể. Kéo vị dị ứng nhiều nhé. Xong rồi mình khỏe. Xong rồi diệt trừ Covid. Đấy, bây giờ giã nghệ ra. Nói chung là mình chưa bao giờ được thưởng thức cái món này cả. Úi dồi ôi. Tí để rửa ra tiếp. Tớ thêm mỡ không anh ạ? Thêm á? Thêm mỡ không? Đấy. Anh tỏi thì tí nữa giật ra phi nhá. Còn đây là nghệ này. Nghệ thì sẽ trộn với nước mẻ. Không biết là có nhiều mẻ không, mẻ chua không? Tầm đấy là được rồi đấy. Sợ chua quá không? Không. Ok, bây giờ sẽ lọc lấy cái nước của cái này nhá mọi người nhá. Lọc lấy cái nước. Không, điên à. Lọc lấy nước để om. Nói chung là mình không biết làm nhưng mà được truyền tai lại anh ở dưới Đông Anh truyền tai lại. Và con vơ vơ này thì sẽ phải làm một việc nữa. Đấy là vắt bỏ cái nước nó đi. Vắt bỏ cái nước nó. Sẽ nắm nắm như này. Không mà có nước đâu. Hết nước rồi. Không có nước mấy đâu. Không hết nước rồi. Hết nước rồi. Chuông cả cái luôn anh ạ. Ui, nó nổ ra ấy. Thôi chưa không vắt nữa nhỉ, nó nát hết nhỉ. Vâng. Nát hết, đúng chung. Món này em nghĩ là 100% ngon này ạ. Đây. Rất là nhiều nhá mọi người nhá. Chỗ này nó phải đến 2 cân. Chắc nó ngon như kiểu vị sâu ấy nhỉ. Ừ. Nó cũng là ăn được lột xác mà. Ai mà ăn được những con côn trùng thì chắc là con này đặc sản mà ngon lắm. Thế bảo ngon lắm. Chừng đấy giàu á?
à, trứng đấy mỡ á. Thôi gắp, gắp ném bỏ đi. Gắp bỏ đi để bắt đầu chiên. Chiên ăn cùng luôn. Hả? Sợ ngấy? Không. Ngấy đâu. Ngấy á? Thì cho tỏi vào nhá. Anh ném vào càng nhiều mỡ càng tốt mà. Cho vào nhá. Vâng. Càng nhiều mỡ càng tốt. Rồi, đảo đi. Càng nhiều mỡ trong ngấy chết cha chết bà luôn. Không sợ đâu. Chỗ kia nó nhiều lắm đấy. Đấy, bây giờ sẽ lấy cái để lọc lấy cái nước này nhá mọi người nhá. Ok nhá mọi người nhá. Bây giờ sẽ xào. Chắc là nhiều quá không nhỉ? Không nhiều đâu. Ui. Nhiều lắm, đảo đảo xem nào. Linh làng mỡ. Thiếu mỡ. Hả? Linh làng mỡ kìa. Không đủ nấu đâu. Hả? Không đủ nấu, thế chứ. Thế thôi. Cái này nó chưa áp ra mấy. Thế nó không ngấy lắm. Cạn rồi. Lấy nồi khác chiên thêm mỡ đổ vào. Ừ. À không, đây. Anh làm này. Cái này chỉ xào chỗ này thôi. Đây, bây giờ lại đổ cái này ra đấy. Cho chiên thêm mỡ. Ừ. Mình thấy chưa làm bao giờ nên hơi lỗi tí thật tí mọi người. Hơi ít, ra lấy cái rẻ đấy, lấy cái rẻ đấy. Lại đổ ra đây. Nào, đưa đây, để nhấc xuống. Không được đâu, không được đâu. Đấy. Bây giờ sẽ đổ ra đấy mọi người nhá. Mà không kịp ngấm ngáp gì cả. Đã có tí mỡ đâu, chảy. Thế nên nó không chiên được chiên đâu. Nào lấy mỡ đây. Nhiều, thật nhiều mỡ. Cho lợn. Thêm một cục mỡ lợn nữa cho mọi người nhá. Ôi, nhà bà Tư hay có cái mỡ để sẵn này. Làm gì có. Không có. Bây giờ dùng mỡ áp sẵn nè. Bây giờ dùng dầu rải. Ôi. Dầu sắc quá khổ. Anh em dùng dao nha, mình chỉ nhớ cẩn thận nhé. À, đứt tay rồi. Anh em dùng dao thì mình chỉ nhớ cẩn thận. Chạm nhẹ một cái thôi, đứt luôn. Máu chảy thành sông. Nó thèm ăn thịt người lắm. À, thịt mỡ. Chứ làm cái món này bao giờ? Còn nơi mà thái không cẩn thận thì cả ngón tay luôn. À, chiên lên đi. Chiên này đủ chưa? Tất à. Chỗ này được có một tí. Tất mỡ. Không phải sợ đâu. Ngấy đấy. Mà thôi, kệ bố nó mau đệ nó ăn mình. Như chỗ đấy, à, nhặt những cái đấy vào chiên. Ủa rồi. Này, đứt tay luôn này. Đấy, nhặt những cái đấy vào chiên lại. Lỗi kỹ thuật nha mọi người nhá. Bắt đầu làm lại. Ta là bỏ gì hết, ta làm lại từ đâu. Bỏ đi thôi. Liệu có nhiều mỡ quá không? Không. Cháy nó tự chịu. Thôi, chắc đi. Đảo đây. Và trong lúc mang đệ đảo này, ủa chứ bao nhiêu nước mẻ nghệ cho nó vừa. À mình sẽ lấy thêm mẻ. Đắng lắm. Hay bỏ là... bớt nghệ đi, anh cho nhiều nghệ quá. Nhiều nghệ quá. Vâng. Bỏ lấy một ít nước nghệ này trộn với cái mẻ khác. Thế là sẽ lấy ra mẻ, trứng mẻ nhá. Trứng này mẻ được không? Được. Ôi, chùa. Thôi kệ. Nhưng mà cho thêm một tí nghệ đấy thôi. Đấy. Căn bản là mình cũng không biết. À, từ rút cái nhỉ. Bắt lấy cái nước này. Lấy cho nhiều nước này. Hả? Thank you.
không có gì, cho luôn mắm muối vào đây mọi người ạ. Hay là muối phải rã vào đấy? Không biết, món này đã làm bao giờ đâu. Món chuồn chuồn áp chảo này hơi khoai này. Bỏng này hết cả chân. Cho tí nước vào nhá. Khả năng có phải úp lại không anh nhỉ? Đủ mặn. Mới chín được chứ. Ừ? Úp lại. Úp gì? Vung quá, đây vung quá. Vung lại khả năng nó đỏ. Kiểu mấy con trù, châu chấu các kiểu úp vung lại nó đỏ mà. Chín rồi. Ủa? Cho tí nữa ra. Úp vung vào. Đây cho vào gọi là trộn lên. Đã chín rồi. Rồi. Nhạt thì còn chữa được chứ mặn hơi khó. Nào, úp vung. Đấy. Cái món này là món kinh dị mà phải mình không dám mặn. Ok, bây giờ sẽ cho nước nghệ với mẻ vào nhá mọi người nhá. Mới đảo lên cái xem nào. Tình hình. Tóc mỡ này mà ăn cơm thì hết giờ luôn. Ngấy không? Không. Ngồi lắm mọi người ạ. Tóc mỡ ôm. Hơi thiếu màu ấy nhỉ? Sao thêm tí nước nghệ nữa nhỉ? Hơi thôi. Không, nước nghệ nữa nó mới đấy. Sợ chua quá. Không chua đâu. Ngon rồi đấy. Chưa nấu. Chưa nấu việc gì. Ngon cực. Ngon đấy. Đặc cấp mọi người. Chù, món này ăn cháu ngon hơn cỏi đấy. Nhưng mà mình dị ứng mình không dám ăn. Úp lại. Mình sẽ đi mua thuốc dị ứng. Ra đây. Anh sẽ đi mua thuốc dị ứng. Rồi hả? Nó đây, thử xem vừa muối chưa? Nhiều tôm kìa, anh nhỉ? Mua kia, thử xem vừa muối chưa? Mình thì mình không dám thử đâu, tại mình dị ứng nặng lắm thật. Ăn đấy. Ăn xem vừa muối chưa để cho còn hút nước thì muối á, chắc là mỡ nó già. Mời tất cả mọi người nhá, mình thử muối mì chuồn chuồn. Thế nào? Được, ngon. Vừa chưa? Hơi nhạt. Hơi nhạt một cái. Hơi nhạt, cho thêm muối. Cho tí thôi. Thôi đào lên. Hơi thiếu nước nghệ đấy, thật. Đúng không? Thiếu vàng đấy, đúng không? Vâng. À, rồi đấy. Để cho thêm vàng. Vàng chỉ là màu thôi, chứ không có vị gì cả. À, đẹp. À. Có thêm vàng không? Thêm tí. Thêm được. Ok. Đảo lên. Ăn ghê thế nhỉ? Ừ. Ngon thì cũng phải từ từ. Ý, đấy này, bây giờ bắt đầu nó mới kia màu mè lên này, phải o một tí nữa. Rồi, quay lại. Ngon vết đấy mọi người ạ. Ngon. Bỏ cho cháu. Ok nhé mọi người nhá. Đây là món ăn của anh em mình. Món chuồn chuồn áp chảo, chuồn chuồn om. Đấy, mình không dám ăn thôi, không dám ăn. Giới thiệu với mọi người, đây là đệ tử ruột của chú anh, tên là Hoàng Anh Bà Chia. Em thử món này bao giờ chưa? Mà đây ở trên này làm gì? Mày ai cắt cơn món chuồn chuồn đấy.
Ây da, quần là lốt nhá. Trông nó như kiểu như kiểu con gì nhỉ? Con này chắc người ta bắt đi nước lên thôi. Con vê vê sầu kiểu non non hẳn đấy nhỉ. Ui da. Trời cứ vẻ to. Ăn mày phê. Đấy, lấy ít nước chua này cho vào đấy. Mời các bạn nhé. Mình là ngồi phục vụ hai thánh. Mình sẽ không không ăn sợ. Thôi, không ăn nhưng mà uống. Mời tất cả mọi người nhá. Ăn kiểu này nó mê phê mọi người ạ. Ngon lắm. Ăn cảm giác thế nào? Hay là chưa? Cảm giác nó lạ lạ. Nhưng mà ngon không ấy? Cái này nó khô đâm ra là vị của nó không được ngậy lắm. Ui, cho bao nhiêu mỡ mà không ngậy á? Không, không, nhất định không ăn, không được ăn, không được cảnh khách. Con này chắc người ta bắt dưới nước lên đúng không? Ờ, kiểu nó vớt ở sông ấy, người ta vớt ở sông. Mà đây, ăn cảm giác nào? Ăn vui vui mồm. Cũng bia vẫn vào. À đấy rồi, mình cũng uống, mời mọi người nhá. Nếu mà anh phải liên tưởng đến cầm con dế mèn cho vào luộc. À là như thế đấy. Dế mèn cho vào luộc à? Hay là mình làm nhiều quá phải chiên giòn lên nhỉ? Chiên giòn lên chắc ngon đấy. Còn rang thì mình rang. Rang ấy. Không, không rang được, nó nhiều nước. Con trong... này nhiều nước á? Ờ. Ép được nó khô nhỉ? Không, nó vớt được gì nước ở trong người. Nhưng nó khô đi, không cho một cái gì hết là nó tự hút mất nước đi. À như kiểu ong ấy. Ong ấy. Kiểu thương thương. Đúng. Thôi lần sau mình sẽ về tận nơi để đi vớt con vờ vờ này nhá mọi người nhá. Hả? Anh thử ăn kẹp nữa, tóc mỡ à? Thôi, ngon. Anh kẹp lên tóc mỡ mọi người ạ. Mình làm mình tóc mỡ cho đỡ thèm này. Ngon. Tóc mỡ, ngon. Con này mà ai dị ứng chắc lên nhanh lắm. Không có ăn rồi. Nếu mà mình ăn được ấy, mình ăn ngay rồi, nó ngon, nhiều mình dị ứng nhiều món lắm rồi. Ong nhá. Nhưng còn côn trùng ai ăn được thích lắm, ngon. Ong nhá, mình ăn cảm giác ngon cực luôn đấy. Không bị dị ứng nữa rồi. Tức là đã qua cái có kháng thể không dị ứng rồi. Mình cứ tưởng người khỏe ăn sẽ không được gì mà người hôm đấy khỏe ăn vẫn bị, lại bị lại 3 lần ong. Đấy. Những cái con côn trùng này nhá, kể cả uống thuốc nhá. Thì nó mệt, thuốc dị ứng nó mệt lắm, buồn ngủ lắm. Tối nay mình còn có cái kẹo càng lắm, thế nên là không uống thuốc dị ứng được. Đấy, thôi. Nhịn mồm, nhịn miệng, bóp mồm, bóp miệng tí, đỡ khổ cái thân được này. À, ăn kèm với rau má này. À. À, em ơi, bác đệ có làm tí không? À, ăn nó không hợp. Nó béo, nó không béo như kiểu cái sầu. Ăn mà giạp. Ngậy là nó phải béo. Xốp à? Kiểu con này là con giáp xác mà. Con nó là chuồn chuồn đấy. Con bé sầu ấy, nó to hơn, nó nhiều vị hơn. Ăn cả nó thơm. Kiểu nó là giáp xác, con này là con giáp xác.